Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Học ngữ pháp tiếng Trung cùng Sweden. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng của trợ từ tơ. Kết thúc bài học, các bạn hãy thử dịch những mẫu câu sau đây sang tiếng Trung nha. Vậy nội dung bài ngày hôm nay là gì? Mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo. Ta có trợ từ tơ, bao gồm bộ thổ và âm giả. Từ này sẽ giúp miêu tả được cách thức, trạng thái, thực hiện một hành động nào đó. Chúng ta có cấu trúc trạng ngữ cộng tơ cộng cho động từ. Trạng ngữ ở đây thường sẽ là tính từ, nên các bạn cũng có thể gặp mẫu câu tính từ cộng tơ cộng cho động từ. Hành động này, động tác này được diễn ra trong trạng thái cách thức như thế nào đó thì chúng ta sẽ dùng đến tơ. Để rõ hơn, chúng ta cùng đến với một số ví dụ sau đây. Chăm chỉ học tập, hoặc là học tập một cách chăm chỉ nghiêm túc, ta được rèn chân tờ xuế xí. Rèn chân tờ xuế xí. Các bạn học đều đang chăm chỉ học tập, hoặc là các bạn học đều đang học tập một cách chăm chỉ nghiêm túc, chúng ta được thủng xuế mân tô zài rèn chân tờ xuế xí. Thủng xuế mân tô zài rèn chân tờ xuế xí. Tức giận hỏi, hoặc là hỏi một cách tức giận giận dữ, chúng ta có tức giận giận dữ là sân chi. Vậy tức giận hỏi, hỏi một cách tức giận sẽ là sân chi tơ quần. Sân chi tơ quần. Thầy giáo giận dữ hỏi chuyện này là ai làm, chúng ta được lão sư sân chi tơ quần chưa chia sư sư sấy càng tờ. Lão sư sân chi tơ quần chuyện này là ai làm. Nếu trong câu có động từ năng nguyện hoặc là chỉ sự phủ định thì các bạn nhớ là đặt trước trạng ngữ. Chẳng hạn chúng ta có là nên nghiêm túc làm việc, động từ năng nguyện ha, thì ở đây chúng ta để kiên cai ở phía trước rèn chân tờ, ta được làm việc một cách nghiêm túc. Thêm từ kiên cai sẽ là nên làm việc một cách nghiêm túc chăm chỉ. Yinkai rèn chân tờ công zuo. Các bạn người trẻ nên làm việc một cách nghiêm túc. Người trẻ chúng ta có là nian qing ren. Nǐ men nian qing ren yīngkài rèn chân tờ công zuo. Nǐ men nian qing ren yīngkài rèn chân tờ công zuo. Hoặc là không nỗ lực học tập, bù nǔ lì de xuế xí. Bù nǔ lì de xuế xí. Hoặc các bạn có thể lược bỏ tơ, bù nụ lì xuế xí. Hôm nay không nỗ lực học tập, ngày mai phải nỗ lực tìm việc. Jīn tiān bù nụ lì de xuế xí, míng tiān jiù huì nụ lì de zǎo gōng zuò. Jīn tiān bù nụ lì de xuế xí, míng tiān jiù huì nụ lì de zǎo gōng zuò. Như mình có nói ha, trạng ngữ ở đây thường là tính từ và thường chúng ta sẽ dùng đến tơ. Và có một số ít trường hợp thì các bạn có thể lược bỏ từ tơ đi. Như chẳng hạn các bạn nói là làm việc nỗ lực ha, nỗ lực làm việc có thể là nǔ lì tơ gōng zuò hoặc là nǔ lì gōng zuò. Tương tự, nỗ lực học tập nǔ lì tơ xuế xí hoặc là nǔ lì xuế xí. Chăm chỉ học tập rèn zhēn de xuế xí hoặc là rèn zhēn xuế xí. Đi chậm rãi mān mān de zǒu hoặc là mān mān zǒu. Anh ấy vui mừng nói với mình anh ấy tháng tới là kết hôn rồi. Vậy thì nói một cách vui mừng chúng ta sẽ dùng đến tơ, và chúng ta để từ vui mừng cao xin lên tới trước và động từ ở đây là shuō. Tā gāo xìng de gēn wǒ shuō. Tā xiā gē yuè jiù yào jiē hūn le. Tā gāo xìng de gēn wǒ shuō. Tā xiā gē yuè jiù yào jiē hūn le. Mình miễn cưỡng nói mình nhất định sẽ tham dự hôn lễ của các bạn. À, vậy thì ở đây chúng ta có miễn cưỡng là miễn chẳng. Miễn chẳng. Nói một cách miễn cưỡng. 勉强地说,
miễn chiang tơ xua. Vậy ở đây chúng ta có cả câu sẽ là Wǒ miǎn qiáng de shuō, wǒ yīdìng huì lái càn jiā nǐ men de hūn lǐ. Wǒ miǎn qiáng de shuō, wǒ yīdìng huì lái càn jiā nǐ men de hūn lǐ. Hoặc ở đây các bạn cũng có thể thay bằng những động từ khác, mình miễn cưỡng trả lời, wǒ miǎn qiáng de huǐ dǎ. Bạn từ từ đứng lên đi, hoặc là bạn đứng lên một cách từ từ ha. Vậy thì ở đây chúng ta có động từ mǎn là đơn âm tiết và chúng ta sẽ lặp lại là man man, và tơ các bạn có thể nói và cũng có thể lược bỏ ha. Nǐ man man de zhàn zǐ lái ba, nǐ man man de zhàn zǐ lái ba, hoặc là nǐ man man zhàn zǐ lái ba, anh ấy vui vẻ làm công việc của anh ấy, hoặc là anh ấy làm công việc của anh ấy một cách vui vẻ. Và để tăng cái cường độ vui vẻ này lên thì chúng ta có thể dùng ở dạng lặp lại của tính từ ha. Vậy thì chúng ta có vui vẻ ở đây là câu xin, và hình thức lặp lại của tính từ này sẽ là câu câu xin xin a a b b. Ta câu câu xin xin de zuo ta de gong zuo. Ta câu câu xin xin de zuo ta de gong zuo. Và trạng ngữ ở đây cũng có thể là cụm động từ, thì chúng ta cũng thường sẽ sử dụng đến tơ ở giữa ha. Bọn họ vừa đi về phía trước, vừa cười cười nói, có nghĩa là hành động chính ở đây chính là quảng chén chỗ, là đi về phía trước. Và để chúng ta miêu tả là hành động đi về phía trước đó được diễn ra trong trạng thái là vừa nói vừa cười, thì chúng ta cũng thêm xua xua xào xào tờ quảng chén chỗ, xua xua xào xào tờ quảng chén chỗ. Vậy là các bạn đã học xong điểm ngữ pháp đối với trợ từ tơ, và các bạn hãy thử dịch những mẫu câu sau đây sang tiếng Trung nha. Đến đây các bạn đã học xong 3 từ tơ này, tơ, tơ, tơ. Vậy cách dùng của nó khác nhau như thế nào để các bạn tránh nhầm lẫn khi nào sẽ dùng từ tơ này, khi nào dùng từ tơ này và khi nào sẽ dùng từ tơ ngày hôm nay chúng ta học. Vậy để rõ hơn phân biệt 3 cách dùng này thì hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.